Dạ Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm mắt nhìn cuộc đời Canada cũng như cô Bùi Vũ Minh Phượng, hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để trao số tiền và phần quà cùng mì và chục gạo 800.000 tiền mặt cho gia đình của ông Nguyễn Văn Mùi, 68 tuổi. Ông tâm trí cũng không được minh mẫn. Đây quý vị, ông đây đang ăn cơm ăn gì vậy? Rồi cô gâu ăn bóc không hả? Ăn bóc không à? Cơm ra muỗng sao không múc ăn mà bóc ăn? Nhiều khi ông múc được, ông bóc vậy đó. Tôi không hỏi cô. Trời ơi, vậy mà sao muỗng không múc mà ghi bóp? Bóp không có được, múc không có được. Rồi hôm nay cho tiền vậy mừng không? Mừng. Rồi mời kêu bãi mua đồ ăn ăn nha. Kính mong quý nhà hảo tâm xem qua được cái căn nhà này của ông với bà Mùi. Đây một vùng sâu vùng xa của huyện Tử Cần, cũng người dân tộc, người khó khăn. Vậy hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre kính mong quý nhà hảo tâm mắt nhìn cuộc đời Canada cũng như cô Bùi Vũ Minh Phượng có hỗ trợ kinh phí cho mắt cuộc đời Bến Tre để đi cao cặn những phần quà như vậy được nhiều khó khăn, những người khó khăn về được nhiều hơn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, xin gửi tất kính chào cô.